Chào các bạn chơi cây cảnh. Vừa có bạn nhắn tin với mình làm sao cho cây cảnh nhanh liền sẹo. Thật ra muốn nhanh liền sẹo thì chúng ta lấy đục gọt cái sẹo nó cẩn thận. Sau đó chúng ta nuôi sổng để cây phát triển tự nhiên thì nó nhanh bo sẹo thì chẳng có gì cả. Còn cái sẹo này mà chúng ta muốn bo nhanh nữa thì chúng ta lại lâu lâu chúng ta cạo ra. Chứ tại bơ keo liền ra cây cứ như thế thôi, làm mãi nhiều lần nó sẽ bo. Đây chính là cành con cổ chân nhá. Sau đó cái cành này nó mọc, mình nuôi sổng đây, nuôi 2 năm nó to khoảng độ 12 phân. Đây những đường này lâu dày ngày nó bo đây, chịu thế chẳng có gì cả. Hoặc là mình ví dụ như là cây dưới, à cây gì nhỉ, cây mai chiếu thủy. Ngày trước mình trồng mai chiếu thủy, mình trồng nó thật là lớn, xong mình cắt để mình nuôi. Mình thì nuôi từ từ thì không bị vội cả. Sau khi mình nuôi lớn xong mình cắt cho nó bị phơi nắng, nó hỏng hết vỏ đây. Xong mình bôi keo liền ra cây đây, các bạn nhìn này. Đấy, mình bôi keo liền ra cây từ năm ngoái. Mình bôi thì mỗi lần bôi nó bo là một lượt này, các bạn nhìn này, rất là nhanh nhá. Đây, đây nó đang bo đây này. Đấy, mỗi lần bôi nó đùn lên. Đây, đây đây, nó từ ngoài này các bạn nhìn này, hơn 1 năm nó được khoảng 2 phân. Đấy, bên này thì nó đùn, nó sưng hẳn lên. Trong này đây này, chỗ này các bạn nhìn này, chưa đến đây nhá, nó đùn sắp kín rồi. Đấy, mình bôi đây nhá. Đấy, mình bôi đây, nó đùn ra, để đùn dài này. Còn bây giờ các bạn muốn nó nhanh đùn nữa, các bạn lại lấy dao hoặc cái gì đó chúng ta dọc một chút này. Đấy, đây mình bôi keo, bây giờ nó đẩy keo ra này. Đấy, lại bắt được gọt ra, lại bôi vào. Chúng ta chỉ bằng cách nuôi sổng thôi, chẳng làm nào cả. Nuôi sổng cho trên nó khỏe, nó nhiều, nó phát triển thì bo được keo, bo được ra. Đấy, và cho nó nuôi thế thì nó cũng nhanh bo và nó tạo nhiều cái u, nhiều cái nu, phải nu nhỉ. Đây, các bạn quan sát đây. Đấy, mình chấp nhận nuôi sổng các bạn ạ, nuôi sổng để cây chiếm nhiều diện tích để nó bo lại thôi, chẳng làm nào được cả. Anh em trên Facebook, các nhóm Facebook họ đã quảng cáo các loại tạo nu tạo sẹo nhiều lắm. Còn thì mình chỉ dùng keo liền ra cây Mỹ Tiến thôi, không có gì cả. Đây, hệ bên này đó, nó phồng ra nhỉ, phồng cơ hơn phân, nó cao hẳn lên. Đây chấp nhận mình nuôi sổng các bạn ạ, bởi cây này mình chẳng để ý, thật ra mình đãng trí lắm. Đấy, bên này cũng thế này. Ôi bên này kín này, những vết này kín này. Đấy, để sắp kín này. Đấy, nuôi vài năm nó kín, nhưng phải chấp nhận nuôi nuôi cành như đây. Nhiều anh em mang về nửa năm đã thành một cây rồi, nhưng mình trồng mấy năm mà chưa thành cây, mình phải chấp nhận thế thôi. Vậy nốt đây, nó bo tự nhiên đây. Đấy, nó bo tự nhiên đây. Đấy, chấp nhận nuôi sổng. Nhưng mình thì mình không làm được chi tiết như vậy, mình không ít khi đục đẽo. Còn nếu mà bo nhanh hơn thì chúng ta phải nuôi cành mồi thôi. Ví dụ cây này, đây, cành mồi đây, một số rễ đây, nó bo đây. Đấy, nó bo lại rồi. Đây, chúng ta cắt nhiều, nhiều cái chuyển, nhiều cái nốt sẹo mà nó bo được thì nó cũng đẹp. Mà cây cảnh, cây nào chẳng có sẹo. Chứ nó cắt nhiều, chuyển nhiều, làm nhiều để thành những cái nu cũng rất là hay. Nu tự nhiên đấy. Đây, cái này mình vừa đục nhá, mình trồng bao năm trời mình vừa đục. Bắt đầu bo dần này, đấy, đấy, đấy. Đấy. Nó bắt đầu bo lại dần. Cho mình nuôi những cây này, cành mồi nhé, để cho bo cây, nó kín cây. Hoặc ví dụ như cây đây là cây xanh đây, đang bo dần đây, đấy. Hoặc là cây sam hương đây. Đấy, các bạn nhìn này, nó bo sắp kín này. Đấy, đường kính nó khoảng độ 10 phân nhá. Sau 2 năm mình nuôi này, nuôi cành sổng này, nuôi cành mồi này. Các bạn nhìn lá sam hương này, nhỏ xíu. Nhưng cũng có cái cây này, lá sam hương. Trên này nó to.
Đây các bạn nhìn nhá, đây này. To đùng. Đấy. Cùng là một cây thôi. Phải chấp nhận nuôi nó nuôi sổng các bạn, chẳng còn con đường nào khác. Đây bị cây này nhá. Mình về mình trồng cái cành mới này. Mới hơn một năm. Từ tháng 2 năm ngoái mình nuôi đã được khoảng độ 5 phân. Đấy. 5 phân, trồng hơn một năm, được 5 phân, 5 rưỡi, được 5 phân các bạn ạ. Đấy. Thì mình phải nuôi cái sổng. Còn những cái nốt nọ, nu, nốt sẹo. Mình ví dụ như trên một cây vải mình, nó có một cái nốt nu cực đẹp. Hôm nay mình tỉa vải mình thấy nó một cái nu. Mình không hiểu tại sao nó nói cái nu như thế, không biết là do mình tỉa vải mình chặt cây hay như nào. Cái nu này, đây. Đấy. Đây, rất đẹp nha các bạn nhìn này. Đấy. Nu đẹp không? Tạo nu. Đấy. Các bạn quan sát chưa? Nu rất đẹp nhá. Đấy. Thôi chơi cây thì có nhiều phong cách. Bác mình thì chơi theo kiểu bông thế tán cổ. Nó thành sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp. Anh em miền Nam thì chơi cây bài, chơi trực lắc ở phần trước. Bonsai, vân vân. Đủ các kiểu cả. Rồi cũng là cùng mình một người chơi thôi. Chúng ta làm mì ăn liền. Nửa năm chúng ta có dáng, có bom form. Nhưng cũng là mình chơi cây mình chỉ cắt giật, thậm chí 4 năm cũng chỉ tạo được cái khung thôi. Đấy. Đùy, chúng ta làm thế nào làm. Thì mình thì quan điểm mình chơi đủ các kiểu cả. Ăn liền có đào phôi về đang bán, làm nửa năm thành một cây. Cũng đang bán để kiếm tiền duy trì cuộc sống. Có những cây mình cắt giật này, các bạn quan sát. Chỉ cắt giật, chắc chưa ai có thể làm cắt giật những đường như này. Đấy, chỉ cắt giật này các bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa? Một cút nó to khoảng độ 10 phân, 15 phân, cắt một cái chỉ 10 phân thôi. Đấy, những điểm cắt giật. Đây, đấy, chủ yếu là cắt giật. Làm hàng kỹ. Đấy. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình dừng video tại đây.